Mới đây tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2020-2025, gọi tắt là chương trình DEPP3, đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Chương trình do Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản, có tổng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại hơn 60 triệu kron Đan Mạch, tương đương 8,96 triệu đô la Mỹ, nhằm mục đích hỗ trợ Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển carbon thấp cho ngành năng lượng. Tại cuộc họp ban chỉ đạo lần thứ nhất của chương trình DEPP3, đại diện các đơn vị tham gia của Việt Nam và Đan Mạch cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của chương trình được phê duyệt muộn, nhưng các đơn vị liên quan của Việt Nam và Đan Mạch đã rất nỗ lực trong việc phối hợp triển khai các hoạt động của cả ba hợp phần của chương trình và đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực. Ban chỉ đạo đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2021 và thống nhất phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022 của chương trình. Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ trao kỷ niệm chương vì sự phát triển ngành công thương Việt Nam cho ông Kim Holun Christensen, đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, để ghi nhận những đóng góp của ông cho quan hệ hợp tác giữa chính phủ Đan Mạch và chính phủ Việt Nam nói chung và ngành công thương nói riêng trong thời gian qua.